Bản tin nóng siêu vắn ngày 21 tháng 6 2021. Sáng ngày 21 tháng 6, thêm 47 ca mắc COVID-19, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 13.258 bệnh nhân. Thành phố Hồ Chí Minh vượt Bắc Ninh, số ca mắc COVID-19 cao thứ 2 cả nước. Bình Dương thêm 13 công nhân nghi mắc COVID-19. Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vaccine Verocell của Sinopharm. Bộ Y tế ra mắt vũ điệu 5K đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh không tập trung quá 3 người, dừng chợ tự phát. Nghệ An ghi nhận ca mắc COVID-19 thứ 27 là một cháu bé 6 tuổi. Tin nóng siêu vắn khác. Trốn khỏi trại giam 25 năm, sang Campuchia lấy vợ, vẫn không thoát. Bắt giữ người nhắn tin đe dọa lãnh đạo ở Hải Phòng. Bắc Bộ chuẩn bị kết thúc đợt nắng nóng nhất từ đầu mùa cho đến nay. Nhiều người nhận được tin nắng giả mạo Adidas trên Facebook. Chuyến bay chở đội tuyển Việt Nam từ UAE về nước có 2 người mắc COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh, giang hồ ngang nhiên lao vào chém người ở tòa nhà La Bonita. Phát hiện 2 hot girl hôn nhiên đổ rác xuống sông. Nữ tiếp viên nhảy múa khỏa thân phục vụ khách ở Đồng Nai. Tin kinh doanh siêu vắn. VNIndex có thể hướng tới ngưỡng 1.400 điểm. Tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư 3 dự án hơn 1.800 ha tại Huế. Nhà đầu tư nước ngoài đã rút hơn 1 tỷ đô la Mỹ khỏi sàn chứng khoán. Vải thiều Việt Nam thu hút khách Pháp, Hà Lan và nhiều quốc gia khác. Xuất khẩu sắt thép sang Trung Quốc tăng gấp đôi. Sàn thương mại điện tử lo gặp khó khi nộp thuế hộ người bán. Thương hiệu Milliket từng vang bóng một thời nay phải vật lộn để sinh tồn, doanh nghiệp đang kiệt quệ. Vụ bánh mì Việt tại Mỹ bị phạt 250.000 đô la Mỹ vì dùng thịt kém chất lượng. Chảy máu đất công tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, nhà đầu tư lộ diện. Vingroup lưu ý rủi ro pha loãng khi lượng phát hành tăng vốn đạt kỷ lục hơn 100.000 tỷ. Trung tâm năng lực số sẽ lột xác tập đoàn gỗ TTF. Nghệ An cho phép bán nhà ở cho người nước ngoài tại dự án của Vingroup. VOF Vina Capital tham gia thương vụ IPO Descent Services, thoái vốn khỏi IMEX Farm. Vocarimex không còn hợp nhất chỉ số từ các công ty con, kế hoạch lợi nhuận năm 2021 giảm đến 76%, rơi xuống 57 tỷ đồng. VNDirect dự báo SAB, ACB, GVR sẽ vào VN30 thay thế cho TCH, SBT và REE. Quảng Ninh gỡ khó cho các dự án của Sun Group và CEO Group. Doanh thu nhóm ngành phân bón của Vinachem tăng 58% trong tháng 5. Hơn 2.400 tỷ đồng trái phiếu đổ về dự án nhà máy điện gió lớn nhất Việt Nam của Trung Nam Group. Tin khám phá siêu vắn. Phát hiện tê giác tiền sử nặng bằng 4 con voi châu Phi. Công nghệ giúp người khuyết tật chơi đàn bằng mắt. Có thể dạy chó bán hàng, thu tiền giúp người thay vì mua về chỉ để dọn phân. Stop phát triển thiết bị AI kiềm chế người nóng giận. Trào lưu du hành thời gian trên Google Maps đang gây sốt khắp trên thế giới, cho phép người dùng xem lại ảnh của người thân quá cố trên Street View. Bánh tráng Việt bất ngờ trở thành món ăn trào lưu ở Hàn Quốc. Người đàn ông có thận nặng gần 80 kg, nặng nhất thế giới. Dùng cục nóng điều hòa sấy khô vải thiều đang là mốt hot nhất mùa hè này. Tại sao phụ nữ thường sống thọ hơn hẳn đàn ông? Người Hàn Quốc ngày càng khổ vì giá nhà lên 40 tỷ trên một căn, kiếm tiền cả đời không thể ở cho tử tế như ở Việt Nam. Phạm Đức Hóa, người đặt nền móng cho trường Đại học Hà Nội. Tin thể thao siêu vắn. Ý thắng tuyệt đối ở vòng bảng Euro. Cú đúp của Sakiri giúp cho Thụy Sĩ hạ Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Xứ Wells vào vòng 1/8 Euro dù thua trận. Tin giải trí siêu vắn. Hari Won thừa nhận lấy chân thành vì sợ. Siêu Black hiện tại không ngủ được vì lại vướng nợ. Vũ điệu chặt thịt của Việt Nam lan ra quốc tế, nhóm nhảy đình đám đạt luôn 160 triệu view trong một tháng. Tin kiếm tiền siêu vắn. Bitcoin giảm sâu khi Trung Quốc mạnh tay truy quét mỏ đào. Quán bar nơi nữ bồi bàn cơ bắp như lực sĩ thu hút khách quá ngắm. Đầu tư 20 đô la Mỹ vào Coyara, sở hữu 1.400 tỷ đô la Mỹ sau một đêm, giàu nhất thế giới. Làm đột biến được mã hóa thành tài sản NFT để giao dịch, đang bán tầm 1.000 đô la Mỹ trên cái. Robert Kiyosaki, nổi tiếng với cuốn Cha giàu cha nghèo, dự đoán về sự sụp đổ của đồng đô la Mỹ và khả năng Bitcoin sẽ giảm giá. Lá bàng non được bán đầy chợ mạng với giá đắt đỏ. Nhãn rừng mọc trên núi đá, muốn ăn được đặt trước cả tuần may giá mới có. Stop được rượu việc giả gái xinh trên Facebook, lừa được kha khá tiền từ các anh. Tin thế giới siêu vắn. Lệnh phong tỏa vừa mới được nới, đường phố New Delhi đã đông nghẹt. Thuyền trưởng Ý chết trên biển, thi thể lênh đênh suốt 2 tháng trời. Hàng chục quốc gia phải dừng tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ hai do thiếu nguồn cung. Phát hiện 39 người sống trong căn hộ 90m2 ở Trung Quốc. Nhân viên Amazon của Hàn Quốc bị đốt xử thua cả con robot. Trung Quốc cung cấp 120 triệu liều vaccine COVID-19 cho ASEAN. Em bé sinh non chỉ nặng gần 0,4 kg, đón sinh nhật đầu tiên. Hàn Quốc tiêm vaccine COVID-19 được giảm giá khách sạn, nhà hàng, du lịch. Bản tin nóng siêu vắn, tin tổng hợp siêu nhanh siêu ngắn phát lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Hãy dành vài phút nghe đọc để biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Quý vị thấy bản tin hấp dẫn thì like và comment ủng hộ trên bản tin bằng cách theo dõi các kênh podcast và YouTube nhé.